Hi, xin chào quý vị khán giả. Thạnh rất vui vì được chọn làm gương mặt trang bìa của tạp chí Lifestyle số tháng 6 tới đây. Và hôm nay Thạnh đang cùng với nhiếp ảnh gia Tilly cùng với designer Trung Thanh Phong để sắp xếp cho buổi chụp ảnh này. Hy vọng rằng là hôm nay sẽ có những bức hình thật là đẹp cho số bìa cũng như là những cái bài phỏng vấn phía bên trong. Hôm nay Thúy Hạnh rất là ưng ý với cái cách trang điểm làm tóc. Trang điểm rất là nhẹ nhàng và tạo được cái sự sang trọng quyến rũ. Và với cái kiểu tóc này hôm nay cũng vậy. Nó là một cái kiểu tóc mà làm cho Thúy Hạnh thấy rằng là gương mặt của mình thì nhìn thanh thoát hơn và cũng có được cái sự trang trọng. Và Thúy Hạnh nghĩ rằng là với kiểu tóc và trang điểm như vậy thì số bìa này sẽ là một cái phong cách bìa rất là luxury. Chủ đạo của buổi chiều ngày hôm nay là trang phục màu trắng và với cái phong cách là có gen. Thực ra năm nay thì gen cũng đang lên ngôi đối với xuống thời trang. Và Thạnh rất là thích cái bộ thứ hai này khi mà có cái đường cắt cúp ngực và cái áo khoác ở bên ngoài rất là nhẹ nhàng thì tạo cho mình một cái cảm giác rằng là nó vẫn có độ gợi cảm bởi cái gen nó ẩn ẩn hiện hiện cái da của mình nhưng nó lại vẫn rất là sang trọng. Mà một điểm đặc biệt đó là cái phần xẻ khoét ở phần đùi á, thì chính cái phần xẻ khoét cao như vậy thì giúp cho cái chân của người mặc sẽ dài hơn rất là nhiều. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà để đi lại thì mình sẽ phải cẩn thận hơn một chút. Bộ đầm Hạnh đang mặc đây thì nghĩ rằng các cô dâu cũng sẽ rất là thích vì nó rất là tinh tế. Quý vị có thể thấy là từng cái hạt đá đính lên rồi chất liệu gen, và khi mà mình mặc lên thì mình cảm thấy rất là dễ chịu vì cái chất liệu này thì không làm cho người mặc cảm giác là bị gò bó. Và bên cạnh đó thì cái chân váy làm rất là mềm mại. Đối với Thúy Hạnh nghĩ rằng năm nay xu hướng thời trang cưới thì chúng ta càng ngày càng đi về sự tinh tế và sang trọng. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu mốt mà những bạn gái nào sắp cưới có thể lựa chọn cho đám cưới của mình. Buổi chụp hình hôm nay Thạnh rất là ưng ý, toàn bộ ekip làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Quý vị có tin được không? Tất cả buổi chụp hình hôm nay chỉ diễn ra trong vòng hơn 2 tiếng thôi. Xin cảm ơn Tilly, một nhiếp ảnh gia trẻ nhưng mà lại có những shot hình tuyệt vời đẹp. Và nhà thiết kế Trung Thanh Phong nữa, hôm nay đã dành cho Thạnh những bộ trang phục rất là sang trọng và quyến rũ. Và Thạnh tin rằng đây là một bộ hình mà sẽ làm cho khán giả yêu thích. Quý vị hãy đón chờ bộ hình này trên tạp chí Lifestyle vào tháng 6 nhé. Và cả chương trình Lifestyle Fashion Show ra mắt phiên bản mới của tạp chí Lifestyle nữa. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là hạnh phúc và vui vẻ. When you would be here in my arms, waiting for tonight.